Hoa hậu Tiểu Vi, Thiên Ân xác nhận tham gia Táo Xuân Quý Mão 2023. Táo Xuân Quý Mão 2023 chính thức công bố dàn nghệ sĩ hot, hứa hẹn mang đến một mùa táo rộn rã tiếng cười cùng những bài học ý nghĩa. Mỗi dịp Tết đến xuân về, táo xuân trở thành món ăn tinh thần cho khán giả miền Nam. Theo thông tin mới nhất từ ban tổ chức, Táo Xuân Quý Mão 2023 tiếp tục lên sóng với chủ đề Phúc Nhân Gian, Xuân Khải Hoàn. Chương trình sẽ là một bức tranh toàn cảnh của những vấn đề nổi cộm trong năm 2022 vừa qua. Táo Xuân 2023 quy tụ dàn diễn viên quen thuộc, những cây hài gạo cội của miền Nam. Nghệ sĩ Hữu Châu, ca sĩ Cẩm Ly sẽ vào vai Ngọc Hoàng, thiên hậu cai quản thiên đình. Đây là lần thứ hai nghệ sĩ Hữu Châu vào vai Ngọc Hoàng, lần đầu tiên là tại Táo Xuân Canh Dần 2022. Với ca sĩ Cẩm Ly, đây là lần thứ 6 cô vào vai thiên hậu. Cẩm Ly là một trong những nghệ sĩ đã tham gia Táo Xuân ngay từ những ngày đầu. Nghệ sĩ Việt Hương đã từng xuất hiện ấn tượng với vai diễn Nga ngàn năm tại Táo Xuân Canh Dần 2022. Trở lại Táo Xuân 2023, Việt Hương sẽ đảm nhận vai Táo Hồng, một người trượng nghĩa, dũng cảm hết mình giúp nhân gian. Bộ ba nhà Táo còn có nghệ sĩ Minh Nhí, Táo Đỏ, MC Đại Nghĩa, Táo Xanh. Đặc biệt, Táo Xuân 2023 còn quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng, diễn viên Hứa Minh Đạt, Gia Bảo, Minh Dự, Hoa hậu Tiểu Vi, Thiên Ân, Bé Bảo Ngọc. Táo Xuân Quý Mão 2023 là câu chuyện đi tìm linh khí của hổ thần để chuẩn bị cho việc chuyển giao sang năm mới. Để tìm được linh khí, chư tiên phải xuống trần tìm hiểu thực tế chốn nhân gian và cùng chung sức giúp dân. Ở mỗi bối cảnh, Ngọc Hoàng phân công cho các táo phụ trách khu vực đó am hiểu kỹ địa bàn là người phụ trách chính dẫn dắt cả tiên đoạn thâm nhập. Từ đó va chạm với các vấn đề nổi cộm ở trần gian, cùng chung sức giúp đỡ. Táo Xuân Quý Mão, Phúc Nhân Gian, Xuân Khải Hoàn được phát sóng lúc 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 Tết âm lịch trên THVL1.